phim Mái Ấm Gia Đình. Cách mạng đế thủ tra phần 1. À, Tây mấy gì đâu? À, chị lên lầu 20 gặp thủ rồi. À, chị về rồi kìa. Mấy gì? Chút nữa chúng ta tới thì giá táo đậu cơm nha, đã lâu chúng ta không ăn chung. Được đó, tôi rất nhớ món gà gà ở tiệm đó. Làm việc đã. Hey Maggie, cô về thiệt đúng lúc. Trong này có một phần tài liệu cô giúp tôi in rồi chuyển qua phòng nhân sự giùm tôi. Ông cha, tôi là thư ký của ông thủ, ông nên giao cho thư ký của mình làm mới đúng chứ. Phải ha, thôi quen thôi. Anh Isabella. Giao cho phòng nhân sự, không vấn đề gì ông cha. À, hợp đồng của cháu tổng tôi cũng photo trong rồi, còn ghi chú điểm mấu chốt giúp ông đọc thử coi. Ok. Tốt lắm. À, còn nữa Isabella, bản báo cáo theo quý hôm qua mà tôi kêu cô làm xong chưa vậy? Báo cáo gì vậy? Là báo cáo tài chính, tôi nói với cô là hôm nay ông thủ cần phải coi gấp đó, nhớ không? À, tôi sẽ làm ngay. Tại sao cô làm việc không phân thứ tự trước sao vậy? Tôi đã nói với cô là cần gấp rồi mà. Maggie. Chuyện gì? Báo cáo tôi kêu cô làm cho tôi đâu rồi? Làm xong rồi. Ở đây. Tốt. À, nhân tiện giúp tôi in bản hợp đồng này ra. Tài liệu cơ mật đó. Không thành vấn đề. À, thì là tốt quá. Báo cáo sáng nay mới được cho Maggie. Không tới một tiếng đã xong rồi, lanh lợi quá đi. Đảm ơn anh may mắn quá. Lúc trước cô được thư ký tài giỏi như vậy. Thư ký hiện giờ của tôi cũng được lắm mà. Isabella cũng rất tốt. Nói thật lòng á, nhờ anh đào tạo Becky tử tế, bây giờ tôi mới có thể dễ dàng có thêm một trợ thủ đắc lực đó. Thật lòng cảm ơn anh nha. Ông ca, tên tiện nhân đó rõ ràng nói móc ông mà. Nói cho cậu biết, từ ngày đầu tiên tôi biết Becky kiêm nhiệm vai trò thư ký của hắn, tôi đã lường trước được kết quả này. Tôi cũng không biết phải đáp trả ra sao nữa. Ê mà Trắng, anh không mua sao? Bánh hạnh nhân để đâu rồi? Hey, không phải ngăn này, là ngăn dưới cùng đó. Qua phòng của tôi bàn chi tiết. Chút nữa tôi phải gặp khách hàng, nhanh một chút nha. Ok. Xem chút bánh hạnh nhân bị họ phát hiện rồi đó. Đợi đã, bánh hạnh nhân là anh ăn hay là cho con yêu nữ đó ăn vậy? Chị Lovely không ăn bánh hạnh nhân đâu, chị thích trứng cuộn kìa. Đừng có gạt tôi nha. À, cảm ơn. Bà Trắng, có còn trứng cuộn không? Con, cuộn quá. Ở đây nè. Cảm ơn. Mấy kia à, đừng có nhìn nữa. Có thịt heo khô cô thích nhất nè. Cảm ơn. Nhưng tại sao anh phải lén lút giấu đồ ăn giặt ở trong ngăn kéo như vậy chứ? Không phải nên để ở tủ trà nước hay sao? Vậy ra đó chẳng phải quá lời cho tổ khác sao? Tôi đâu có ngu vậy. Không cần phải như vậy chứ. Nếu thực sự phân biệt rõ ràng đến vậy, tôi cũng đâu được ăn. Tôi thuộc tổ khác mà. Maggie, cô đâu có giống cô thân ở chỗ tên tiện nhân, nhưng mà tâm ở mãi mãi bên cạnh chúng tôi mà. Phải đó chị Maggie. Thực sự chị đừng có trách chúng tôi nhỏ mọn. Bọn họ rất là thích ăn đồ ăn giặt của chúng tôi, nhưng không bao giờ mua cái gì bù lại. Bọn họ đối với chúng tôi không tốt, làm sao chúng tôi tốt với họ được? Làm người phải phân rõ ràng chứ. À, thật ngại quá rồi mà. Hôm nay tôi chưa ăn sáng, liệu có thể ăn bánh hạnh nhân được không? Còn ăn nữa, vậy ông cha giao cô làm xong chưa? Chúng ta cùng thuộc một tổ, tại sao tôi không được ăn chứ? Điều lễ phủ này. Hai người vô đây làm gì? Để họp đó. Phòng họp này chúng tôi đăng ký rồi mà. Khách hàng của tôi còn ở đây. Tôi nhắc lại một lần nữa, phòng họp này chúng tôi đã đăng ký rồi. Khách hàng của tôi vẫn còn ở đây. Hai người có phiền nếu như bà ra ngoài trước không? Nhưng mà chúng tôi cũng đang rất vội để họp mà. Làm phiền luật sư Nghiêm tuân thủ quy tắc nhân viên đi. Phòng họp này chúng tôi đã đăng ký rồi. Không phải chứ, mấy cậu cùng một văn phòng luật sư mà cũng dành cho phòng họp được hả? Ờ ông Tăng à, thiệt là xin lỗi. Thiệt là ngại quá cái gì. Trời chắc, trong phòng họp có ông thủ ở trên lầu không ai dùng. Anh có thể đưa khách hàng lên trên đó bàn chuyện. Xin mời. Cảm ơn mấy gì. Không có gì. Ờ ông Tăng à, làm phiền ông di chuyển vài bước lên lầu trên. Tôi sẽ giải thích lần nữa cho ông nghe. Lãng phí thời gian của tôi quá đi. Phiền phức quá mà. À, cái gì à, đi mấy chào. Người ba người, cảm ơn. Chúng tôi đã hết bàn rồi. Bên này còn trống ba chỗ. Cái gì có phiền nữa ngồi chung không? Bàn đó hả? Phải đó, chưa đúng còn ba chỗ. Lovely, ngồi cùng với chúng tôi đi. Thật ngại quá, không đủ chỗ ngồi đâu. Tại sao? Bởi vì cấu tạo sinh lý của tôi rất đặc biệt. Một mình tôi phải ngồi hết hai chiếc ghế đó. Còn nữa, túi sách của Tây rất là mắc tiền đó. Nó chiếm mất một chỗ đó, rồi đó. Chúng tôi cũng đâu muốn ngồi chung đâu, đông quá mà. Cũng được, từ từ đợi đi. Nhưng mà mấy người này mới tới, phải đợi nửa tiếng đó nha. Phải đó. Khoan đã, chị Lovely, nếu như chị muốn ngồi tôi nhường chỗ cho chị. Không cần đâu, chúng tôi cũng vội về đi họp, mua cơm hộp được rồi. Cũng phải, đỡ mất công trông thấy mấy thứ dơ bẩn, ảnh hưởng tới bữa ăn. Bay. Tổng lễ cần thật hống hách, rõ ràng bản thân dơ còn nói chúng ta dơ nữa. Ê, mọi người đừng như vậy mà.
Mấy kia, cô muốn hòa giải chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thực sự không muốn ăn chung với họ. Không hẳn vậy, tôi không ngại nếu ngồi chung với chị Lovely đâu. Phải đó, có liên quan gì chứ. Mọi người cùng là đồng nghiệp với nhau mà. Cùng nhau ăn cơm thêm vài người, có thể kêu thêm vài món. Tôi thấy họ là thấy muốn ói rồi. Mắc gì à, cô tới sao? Thực sự không thể biết bọn họ xấu thế nào đâu, bọn họ chưa làm chuyện xấu. Bọn họ đã làm gì chứ? Nè bọn họ, một lời khó nói hết. Ông cha, thật ra thì nói thật lòng, cũng chưa từng xảy ra chuyện lớn gì cả. Nhưng mà mặc dù là vậy, có thể là vì tôi thân chinh bách chiến, gặp dữ quá lành, cho nên tạm thời chưa có xảy ra chuyện gì hết. Kỳ thực không phải là chúng tôi không thích họ, chỉ là bọn họ coi chúng tôi như là kẻ thù, giống như vừa rồi ở trong phòng họp vậy. Phải, tôi không có đăng ký trước là tôi không đúng. Nhưng mà bọn họ bước vào bắt gặp tôi đang tiếp khách, tại sao lại có thể kêu tôi ra ngoài? Rõ ràng là cố ý mà. Lúc trước ở trại lý thi có vậy không? Phải đó, chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng gánh. Giờ thì, hơi, cũng không phải là hai bên đối lập, nhưng mà khẳng định không có thuận mắt nhau. Thật ra tôi hiểu tại sao Medgy muốn làm người trung gian hòa giải quan hệ của hai bên. Tôi thân là ông chủ cũng rất muốn như vậy. Nói cho cùng, đồng nghiệp tốt, công ty tốt, mọi người đều tốt. Ừ. Ông cha, ông cũng tán thành hai tổ quá, thù thành bạn sao? Ê, cái này thì không. Bởi vì tôi hiểu có một số chuyện không thể nào miễn cưỡng. Nè, mấu chốt của vấn đề đó căn bản không nằm ở Lovely bọn họ, mà là ở chỗ của Gino. Tại sao chứ? Cô nghĩ mà coi, tôi là người ngoài, tự nhiên trên trời rơi xuống lãnh đạo Gino. Đương nhiên là anh không phục rồi. Anh không có thích tôi, cấp dưới của anh tự nhiên sẽ không làm bạn với cô được rồi. Maggie à, đây là hóa đơn gì vậy? Con số lớn quá vậy? À, hóa đơn này là do em Mai để lại đó. Là hóa đơn của mua máy in cho công ty. Đổi mấy cái máy in tốn có 100.000 sao? Không phải chứ, tôi đã lựa cái loại máy phổ thông rồi mà, sao vẫn đắt vậy? Có phải ông chọn loại CJ308 hay không? Nhưng hóa đơn này lại ghi là JC308. Ông đã ghi sai dòng máy rồi đó. Tôi viết sai. Dòng máy này là loại mới nhất, mỗi chiếc máy hơn 200.000 lận. Loại máy này có công năng gì vậy? Tại sao lại đắt như vậy chứ? Nó có chức năng in theo chuỗi, trong vòng một phút có thể dùng laser in được 10 trang giấy. Nữa, tuy là mắc một chút nhưng mà tiền nào của nấy thôi. Hiểu rồi. Vậy thì tôi duyệt thôi, tôi sẽ ký tên. Có điều là căn cứ theo quy tắc của công ty, hóa đơn vượt quá 100.000 phải có cổ đông cao cấp ký tên mới được. Phải hả? Để tôi kiểm tra lịch làm việc của ông Thủ. Tôi nhớ là sắp tới ông có chút thời gian rảnh, có cần tôi mang lên cho ông ký giúp ông không? Phê duyệt mua máy in chuyện nhỏ như vậy cũng làm phiền ông Thủ sao? Đương nhiên không cần rồi. Maggie à, nếu như mà quỹ đơn đặt hàng này có được không? Cũng được. Nhưng mà hóa đơn này có ghi rõ là nếu quỹ đơn đặt hàng phải chịu thu phí thủ tục 50% lận đó. Làm thế nào đây? Rõ ràng là gian thương. Sau này chúng ta đừng có đặt nhà cung cấp này nữa. Ok. Ok. Nhưng mà bây giờ không kiếm ông Thủ ký tên thì kiếm ai ký tên đây? Để tôi ký. Anh ký. Có gì lạ đâu, tôi cũng là cổ đông cao cấp mà. Anh chịu ký cho tôi sao? Cô còn nhớ chuyện hủ giao lần trước không? Coi như tôi trả cho anh một ân tình đi. Có điều lần sau đó, trước khi đặt mua đồ, đọc cẩn thận số hiệu rồi hãy viết. Vậy lần trước tôi giúp anh, lần này anh giúp tôi. Công bằng đó. Dù thế nào thì cảm ơn anh đã mình. Không có gì. Tôi đã coi báo cáo theo quý mà anh đã chuyển tới. Quý này làm ăn rất tốt, tôi rất hài lòng. Đều nhau lãnh đạo đúng hướng thôi ông Thủ. Dù sao cũng là tổ VIP chủ đạo của công ty. Toàn bộ công ty hai tổ của anh và Đa Minh kinh doanh tốt nhất. Đa Minh bọn họ biểu hiện rất tốt, nhưng mà tổ của chúng tôi cũng không hề tệ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 30%. Tốt. Xin nhờ ông Thủ. Báo cáo lúc trước anh đưa cho tôi là chia ra doanh thu riêng biệt hai tổ. Tại sao lần này lại gặp chung vậy? Hai tổ đều là kiếm tiền cho công ty mà, cho nên không cần phân biệt. Huống chi hai tổ gộp lại có thể giúp ông Thủ thấy được tổng doanh thu không phải tốt hơn sao? Anh sai rồi. Gino, trước giờ tôi vẫn nghĩ anh là người rất kiên định, rất có lòng tranh đấu. Ai ngờ anh dễ dàng bị người ta ảnh hưởng như vậy, dễ dàng nhận thua như vậy chứ. Tôi không có ông Thủ. Có phải anh thực sự cho rằng anh và Đạm Minh là bạn bè thì có thể trung thành dưới chân của hắn? Không phải vậy đâu ông Thủ à. Không sai. Đạm Minh có sức hút cá nhân khiến cho người khác quy phục cậu ta. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi chọn cậu ta làm cổ đông. Có điều tôi muốn nhắc nhở anh, người anh phải trung thành từ đầu chí cuối chỉ có một mình Thủ dân đại tôi. Tôi biết rồi ông Thủ. Việc anh cần phải làm không phải là làm bạn với cậu ta, mà là đánh bại cậu ta, chinh phục cậu ta. Chỉ có như vậy anh mới có thể tiến bộ, có thể bước lên tầm cao mới. Hiểu chưa hả? Tôi xin lỗi ông Thủ.
là tôi dưới thời hồ đồ bị trai gia trạch ảnh hưởng, trúng phải kế của hắn ta. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi đảm bảo với ông, tôi sẽ không thua trước trai gia trạch đâu. Tại sao Gino lại kêu chúng ta điền thời gian biểu làm việc này chứ? Thời gian biểu làm việc này của ổng bắt chúng ta điền thời gian đi làm tan ca ăn trưa. Tôi nghĩ có lẽ ổng muốn coi chúng ta có lén trốn việc hay là không. Chắc chắn là vì cô rồi. Cô thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng, chắc chắn ổng cho rằng cô trốn việc, cho nên là cô liên lụy chúng tôi rồi. Anh trách tôi sao? Anh coi cái bản của anh kìa, trống không cả. Lén trốn việc là anh mới phải đó. Anh coi bản của anh lên đó, trung thực thế nào. Chà Alan, anh không cần ngay cả ăn cơm trưa mà cũng phải ghi vào đó chứ. Khoảng thời gian đó tôi thực sự không có gì gì làm hết. Mấy chỗ này không có cần điền. Anh tưởng là đi học thi cử hay sao? Điên cuồng xin thêm giấy thì quách lắm hay sao hả? Lovely à, của cô đâu? Sắp tới rồi. Chị Lovely, điền xong rồi, chị coi. Cảm ơn cậu nha, một đăng. Không có gì, chị có gì cần điền giúp thì kêu tôi nha. Ừ. Kiếm người điền cho có phải là gian lận hay không vậy? Gino đâu có nói là tự mình phải đi. Tên mẫu đăng này làm sao biết cô làm những gì hả? Ghi âm đưa cho hắn, nhanh gọn mà tiện lợi. Quan âm binh kiểu này thiệt là hữu dụng ha. Xin chào tất cả các vị. Thời gian biểu làm việc có phải điền xong rồi không vậy? Dạ phải sư phụ, ngay khi vừa nhận được em đã điền xong xuôi. Rất là tốt. Bản này của cậu à? Ừ. Cái gì vậy? Điền xong rồi, sao giờ ô trống vậy? Cậu rảnh lắm có phải không? Không có sư phụ, gần đây em rất là bận, em phải theo rất nhiều vụ kiện. Nếu cậu nói thật, nghĩa là cậu tùy tiện điền đối phó với tôi có phải không? Đương nhiên không phải rồi sư phụ. Không phải, cầm về điền lại đi. Em biết rồi. Alan, bản này của cậu à? Cậu coi nè, bản này người ta điền chi tiết như vậy, thực sự có thể dán lên dù là bản kiểu mẫu. Có điều Alan à, ở đây cậu điền thời gian ăn trưa lại cần 1 tiếng rưỡi lận. Giờ ăn trưa của chúng ta đang ra chỉ có 1 tiếng thôi mà. Hôm đó tôi họp với khách hàng vào giờ cơm trưa nên nói hơi lâu một chút. Tại sao ngày này cậu họp với khách hàng mất 2 tiếng 15 phút, còn ngày này là họp tới 2 tiếng 30 phút vậy? Cũng là vừa họp khách hàng thôi, tại sao cách biệt lớn như vậy chứ? Cách biệt lớn chỉ có 15 phút thôi mà. Thời gian chính là tiền bạc, cậu nghĩ như vậy là quá sai lầm. Cậu về làm báo cáo giải thích cho tôi tại sao là tốn nhiều thời gian như vậy. Không phải chứ. Làm lại. Lập đi. Bản này của cô sao? Ừ. Ê, 2 ngày trước của bạn chuyện làm ăn với Bành Tổng trên du thuyền sao? Phải đó. Có thể cho tôi biết chữ du trong du thuyền là bộ quai xước hay là bộ thủy không? Bộ quai xước có chuyện gì? Cô biết rõ là sai, vẫn cố ý viết sai có phải không? Lovely, với năng lực của cô, tôi không tin cô sẽ phạm phải lỗi lầm sơ đẳng như vậy. Thời gian biểu này chữ sai, chữ thiếu quá nhiều. Căn bản không phải do cô viết. Tôi sẽ không chấp nhận lời giải thích giả dối đâu. Maggie, gửi cho bọn họ thời gian biểu để được chỉnh sửa đi. Đây, đây. Cái gì? Chúng tôi ngồi xe gì đi gặp khách? Ngồi xe mất bao lâu, tốn bao nhiêu tiền cũng phải đi. Ngay cả đi toilet mất bao nhiêu phút, ông cũng bắt chúng tôi điền hả? Ông có cảm thấy là ông đang xâm phạm đời tư cá nhân không vậy? Thật ra là Gino chỉ cảm thấy công ty cần phải khống chế tiền vốn hiệu quả, cho nên bản chỉnh sửa này cần phải điền chi tiết hơn bản lúc trước. Làm như vậy cũng vì tốt cho công ty thôi. Mấy người là tinh anh của công ty, điền một bản chữ kiểu như vậy tôi tin là không có gì khó. Trừ phi có người muốn trốn việc không biết phải điền làm sao. Có điều tôi tin là ở đây không có loại người đó. Sau này thực sự làm phiền mọi người rồi. Tôi hy vọng mỗi ngày trước khi tan sở đều có thể nhận được bản biểu đã hoàn chỉnh của mọi người. Tôi sẽ ghi chép thành bản lưu trữ trong máy tính cho mọi người. Cũng được, được thôi. Maggie, cấp dưới của gã tiện nhân gần đây ai nấy đều xỉu cái mặt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là nước sông không phạm nước giếng sao? Sao quan tâm người ta vậy hả? Tiết lộ chút đỉnh đi mà. Anh nhiều chuyện quá đi. Cũng không phải là bí mật lớn gì hết. Gino gần đây đưa ra một chính sách mới, yêu cầu là Lovely bọn họ mỗi ngày phải điền thời gian biểu làm việc, mỗi ngày đều phải ghi chép tỉ mỉ hôm đó bọn họ làm những gì. Hả? Kỳ thật đâu cần thiết phải làm vậy. Gino rốt cuộc muốn gì vậy ta? Thống kê. Khi ông biết được mỗi ngày cô làm những gì, những lúc cô không có gì làm, ông có thể đốc thúc cô, kêu cô làm thêm một chút, kiếm thêm vài mối làm ăn. Doanh thu quý này của tổ đó tệ lắm sao? Đâu có. Tôi vừa mới coi bản báo cáo tài chính gửi cho ông thủ mà, doanh thu của hai tổ chúng ta đều tăng cao hết. Một vài công ty là như vậy đó. Công ty cũ của tôi cũng bắt nhân viên hàng ngày lên xuống ca đều quẹt thẻ, rất phiền đó. Công ty lúc trước của cô làm lĩnh vực nào? À, thương mại xuất nhập khẩu. Chúng ta đã có giống, chúng ta là văn phòng luật sư mà. Với tư duy của tiện nhân mới nghĩ ra được cách này để dạy dỗ nhân viên của mình thôi. Phần A mua gì? Một ly cà phê 2 phần.
Ba Ly, phiền mọi người ngồi đây chờ một chút nha. Wow, miệng của ai mà thúi quá vậy? Có ngáp thôi mà banh cái miệng ảnh hưởng hết cả đồ ăn luôn á. Hôm qua mọi người tan ca trễ lắm hả? Hôm qua lúc tan sở bị Gino giữ lại làm cuộc họp nhân sự, họp tới rất khuya. Tôi thực sự cảm thấy rất vô bổ, lãng phí thời gian lắm đó. Mỗi ngày tôi dùng một tiếng để điền thời gian biểu. Hôm qua chúng ta mấy giờ dự họp, mấy giờ tan họp? Chính xác mà nói là từ 10 giờ 27 phút tối tới 12 giờ 15 phút đêm. Trong khoảng thời gian đó hình như tôi không có đi toilet. Hình như tôi có đi một lần, à không, hai lần. À không, không nhớ nổi nữa, tôi còn phải viết vào cái thời gian biểu đó. Tiêu rồi, điện thoại của tôi gần đây có chút vấn đề. Có khi nào không nghe được ghi chú hay không? Nếu là vậy thì thảm quá đi. Làm sao tôi nhớ hết mấy ngày qua đã làm những gì chứ? Ê, thảm quá đi. Điền không xong cái thời gian biểu đó chắc chắn bị Sino dạy bảo đó. Tối nay cũng không biết phải làm tới mấy giờ nữa ha. Mày quá, người quản lý tổ của chúng ta là Trà Trà, không có biến thái giống như là Sino. Trà Trà đối với chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Còn Sino thì sao chứ? Vừa phiền phức, vừa không có quy định mang tính xây dựng. Tôi vẫn hay nói, cấp trên của anh thế nào, vận mệnh của anh cũng chính là như vậy đó. Ba vị, phần ăn A và cà phê của ba vị. Mấy gì đi trước nha. Mà lên trển họp với tiện nhân đi. Nói còn buổi sáng mày có ngon hay không thảo luận chút ha. Nè, trời ơi, đừng có nói vậy mà. Người ta cũng đã thảm lắm rồi. Phải đó, chị Lovely không chút tinh thần thiệt là đáng thương quá đi. Tôi mua thêm ly cà phê nữa cho chị tỉnh táo. Cái tình mất trí này nghĩ cho người ngoài vậy hả? Mấy kia, chúng tôi không phải ném đá giếng cạn. Chỉ trách bọn họ không có mắt nhìn đi theo ông chủ tệ, tự làm tự chịu, vô can thiên hạ, không đáng đồng tình. Alo, ông Trần hả? Tôi là Ken đây, luật sư lần trước giúp ông cãi vụ kiện tranh chấp gia đình đó. Tôi muốn hỏi thăm một chút thôi, dạo gần đây ông thế nào rồi? Cái gì? Ba ông vừa mới mất hả? Ôi, nghe thấy thiệt là đau lòng mà. Nhưng mà ông cũng đừng quá đau buồn nha. Ông có di sản nào cần tôi giúp đỡ xử lý hay không vậy? Hả? Ông muốn khởi kiện sao? Hay là ông có thể đưa tôi giúp đỡ? Gần đây tôi rất là rảnh, ok? Billy, anh thật sự quyết định ly hôn mà. Tôi khuyên anh giành lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa con của mình. Alo, quán lẩu Thắng Lợi hả? Mà tráng đi, 8 giờ tối hôm nay, 8 người. Phải, giữ lại giùm tôi thịt bò tuyết qua, cá đông tinh. Nói lại lần nữa, anh muốn tái hợp với bà xã của anh sao? Phải, da và dịt phải tươi ngon nhất nha. Được, tối nay gặp phiền anh một chút. Có thể giảm bớt âm lượng của anh lại một chút được không vậy? Ôi, thiệt ngại quá, không cần tăng ca nên tôi vui quá, cản trở anh gọi điện thoại. Có điều, luật sư tại sao phải làm việc kiểu này chứ? Không rảnh nói với anh. Alan, cái gì vậy? Tài liệu của người chứng hôn. Mấy chuyện này cũng kêu anh làm. Nếu không thì sao? Sino nói chuyện gì cũng làm hết mà. Còn mấy thời gian biểu đó. Chà, hôm qua tôi gần như 24 tiếng đều ở cùng với anh. Nhưng mà tôi điền một nửa, tại sao anh điền được nhiều quá vậy? Tôi chỉ làm cái gì cũng viết vô hết thôi. Chúng ta hợp bạn chút đã. Nếu không khác xa nhau như vậy, Sino nhất định là tôi chết mất. Tôi mượn chép lại đó. Nè đồ thần kinh, bị Sino phát hiện nó không chừng sẽ bắt tôi tăng ca đó. Đừng có dậy cho tôi chép một chút đi mà. Ê, ê Tào Tổng, kiếm tôi sao? Sao không gọi tôi trước? Tôi không phải tới kiếm cậu. Hả? Tôi tới kiếm em gái nuôi. Ồ vậy à? Hi. Tào Tổng. Hello. Tào Tổng nói mở một tiệm trà mới, hẹn tôi uống trà. Tôi muốn là cổ sẽ dạy cho tôi. Em nuôi á, nghiên cứu nhiều về đại hồng bào. Có thể đi được chưa? Có thể đi rồi. Đi thôi. Lovely. Chị Maggie. Thật ngại quá. Tào Tổng. Hôm nay cô chưa giao thời gian biểu. Phải rồi. Tôi chưa điền xong. Ngày mai giao cho chị nha. Không được đâu. Sino nói nhất định phải điền xong mới đi được. Bằng không có thể cuối tháng sẽ bị phạt trừ lương. Ông nghiêm túc sao? Sino nói mọi người nhất định phải giao nộp đúng giờ. Bằng không cuối tháng có thể sẽ không có lương. Ok. Bây giờ tôi làm xong. Tào Tổng anh có ngại đợi em một chút hay không? Không sao đâu. Cô điền bản mới này nha. Lại bản mới? Tại sao phải điền thêm mấy mục nữa vậy? Bản này là bản Sino chỉnh sửa lần nữa cho sáng hôm nay. Không có nhầm chứ? Nè, chính sách mới của công ty mấy người đó hả? Tào Tổng, tổ khác mới phải làm. Có điều phải điền những nửa tiếng đó. Tào Tổng thật ngại quá, anh có phiền chờ em ở dưới quán cà phê dưới lầu không? Ê, sao mà vậy được? Tào Tổng trăm ngàn công việc, bắt Tào Tổng đợi cô không phải chứ? Em nuôi à? Em có việc cần làm thì không cần phải đi cùng với anh nữa. Tào Tổng, tôi đi cùng với ông ha. Không phải uống rượu đâu, uống trà cậu cũng được. Được. Phải đó, chứ rồi rõ ràng nghe thấy anh nói là đi ăn lẩu mà không phải sao? Ăn lẩu rất bình thường, có thể thưởng trà cùng Tào Tổng mới là cơ hội hiếm có. Được rồi, em nuôi à. Anh không cản trở em làm việc quan trọng nữa. Tối nay để cậu Tráng đi cùng anh được rồi. Tào Tổng Tào Tổng, tôi không cần lấy túi xách, tôi đi ngay bây giờ được. Được. Bye bye.
Ê Mickey, miếng thịt bò này chín vừa đậu nè. Wow, ngon thiệt đó, lâu lắm rồi không có ăn lẩu. Sao mà nói cứ như thể bản thân không có gì để ăn vậy hả? Ông xã và mẹ chồng tôi đó, lúc nào cũng nói món này không dinh dưỡng, cái kia có bột ngọt, cái gì cũng không cho tôi ăn. Đương nhiên rồi, hiện giờ cô cho con bú mà, cô ăn gì thì đứa trẻ ăn nấy, họ đương nhiên là phải để ý thôi. Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, bị người khác giới hạn ăn uống sao mà được chứ. Cho nên mấy kia tôi ủng hộ cô. Biết gì à, cô ra ngoài rồi đứa nhỏ phải làm sao? Vừa rồi tôi tan sở đã về nhà dỗ cho nó ngủ rồi mới ra ngoài. Khó khăn lắm cô mới ăn lẩu cùng chúng tôi, vậy mà trên mã chị Tào Tổng mà lỡ hẹn. Ai vậy ta? Không biết nữa. Tôi còn tưởng là không tới chứ. Chẳng phải nói không tới lúc sao? Vui vẻ như vậy sao không tới được chứ. Dương chị cam lộ của nhà hàng danh nhân. Mấy kia. Sao hả? Bác tổ yến nước cốt chanh này mua về để hiếu kính cô đó. Wow, anh thiên vị quá nha. Nè con trai này, thể hiện tôi ủng hộ sự chấp pháp nghiêm minh của chị Mackie. Hôm nay Mackie đã giúp tôi giữ chân cô yêu nữ đó, khiến cô ta không thể đi cùng Tào Tổng, tôi vui chết được. Không phải là tôi giúp anh, tôi chỉ làm đúng công việc mà thôi. May mà tên Gino độc tài đó không có liên quan tới chúng ta. Tôi nghĩ là không cần thiết. Tại sao chứ? Sáng hôm nay Gino đã họp với ông thủ. Ông đề nghị với ông thủ mang thời gian biểu làm việc mà ông thiết kế làm thành thiết kế ứng dụng điện thoại. Làm ứng dụng điện thoại mắc lắm. Chắc là ông không phải chỉ dùng cho nhân viên trong tổ của mình chứ. Cho nên tôi đoán, nói không chừng sau này mấy anh cũng phải điền cái thời gian biểu đó. Không phải chứ. Nếu như mà thời gian biểu làm việc này có hiệu quả, Gino chắc chắn là đề xuất với ông thủ. Nếu như ông thủ cũng tiếp nhận, tới chừng đó mỗi tổ của chúng ta đều phải thực hiện chế độ lấy mạng đó. Như vậy là phiền phức lớn lắm. Bởi vậy nên các anh đừng có cho rằng bản thân đứng xa lánh họa. Có lẽ đại họa sẽ sớm xảy ra thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.